Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin kinh tế nổi bật hàng ngày của Truyền hình Doanh nhân thuộc tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Trong chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 3 sẽ có các nội dung chính rất đáng chú ý sau. Đề xuất chuyển sân bay Tân Sơn Nhất ra Củ Chi. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xin nghỉ việc. Nhà mạng chạy đua cung cấp mobile money. Cận cảnh siêu TV có thể gặp như một chiếc quạt xếp. Mở đầu chương trình là thông tin, sau 3 năm thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuyển biến nhìn thấy được chính là người nông dân đang dần thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu. Sau khi thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ, ngành nông nghiệp được điều hành từ ứng phó với biến đổi khí hậu, càng thích ứng, nương theo tự nhiên mà sản xuất. Vụ lúa đông xuân này, mặc kệ hạn, mặn lam le trên đồng nông dân Sóc Trăng vẫn trúng lớn. Cánh đồng lúa chịu hạt, năng suất bình quân 8 tấn trên 1 hectare. Giá bán lúa tươi tại ruộng là 7.000 đồng trên 1 kg. Trừ các chi phí, nông dân còn lãi 3,6 triệu đồng trên một công. Chưa bao giờ họ được hưởng mức lãi như vậy. Vụ lúa thắng lợi ngay trong mùa hạn là nhờ nông dân rời lịch xuống giống sớm hơn để né mặn và không trồng lúa vụ 3 theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Tương tự, nhiều địa phương ven biển khác như Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre cũng đang đổi cơ cấu sản xuất từ 2 vụ lúa sang 1 vụ lúa, 1 vụ tôm, cá luân canh để thích nghi với biến đổi khí hậu. Chuyển sang thông tin, đề xuất chuyển sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh ra Củ Chi, đó là một trong những ý kiến đề xuất của Sở Giao thông Vận tải trong hội nghị góp ý về quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, sân bay vùng thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Vương Quang Hưng, trưởng phòng xây dựng Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đưa ý kiến ra thảo luận. Sân bay Tân Sơn Nhất đang nằm trong lõi trung tâm thành phố. Về lâu dài, có nên nghiên cứu quỹ đất để rời ra bên ngoài, chẳng hạn như ở Củ Chi, để kết nối thuận lợi với cao tốc hay không? Còn ở huyện Cần Giờ, tương lai sẽ phát triển dịch vụ, du lịch, nên chăng bổ sung sân bay trực thăng ở Cần Giờ? Còn theo tiến sĩ Lương Hoài Nam, sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tính toán đến việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Do đó, việc có tuyến đường sắt kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành là vô cùng quan trọng. Tương lai, nếu muốn phát triển khu đô thị tại thành phố Thủ Đức thì chí ít cũng cần có sân bay chuyên dụng để kết nối liền mạch. Thưa quý vị, theo mục tiêu cụ thể đến năm 2020, nước ta phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. Tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại các đô thị loại đặc biệt Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 90%. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2011-2020 đã kết thúc, nhưng một số chỉ tiêu đề ra chưa hoàn thành. Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, kết thúc năm 2020, cả nước chỉ hoàn thành 256 dự án nhà ở khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 104.200 căn với tổng diện tích hơn 5,21 triệu m2, chỉ đạt khoảng 41,7% so với mục tiêu đề ra. Về diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc khi kết thúc năm 2020 chỉ đạt 24m2 sàn trên người, chưa đạt mục tiêu đề ra. Do đó, trong chiến dịch sắp tới, cơ quan quản lý cần phải tính đến chính sách vừa khuyến khích, tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần đưa ra quy định mang tính áp đặt như mỗi doanh nghiệp khi phát triển dự án bất động sản phải dành một phần nguồn lực với tỷ lệ tối thiểu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá thấp. Mở đầu chuyên mục tài chính ngân hàng là thông tin. Ông Tô Duy Lâm vừa thôi chức giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Người thay ông Lâm phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Hoàng Minh. Ông Lâm còn được biết đến là bố vợ của cầu thủ Công Phượng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa ban hành quyết định 298 về việc cho thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng với ông Tô Duy Lâm, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 15 tháng 3. Ông Tô Duy Lâm sinh năm 1967. Ông Lâm bắt đầu làm phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002. Đến tháng 6 năm 2012, ông Lâm được bổ nhiệm làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, bố vợ của Công Phượng đã đảm nhiệm vị trí này hai nhiệm kỳ liên tục. Sau hơn 2 năm chống ghế CEO, BIDV vừa chính thức bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm đảm nhận vị trí này. Ông Lê Ngọc Lâm giữ chức vụ tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Trước đó, ông Lâm là phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành. Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, bắt đầu làm việc tại trụ sở chính BIDV từ năm 1997. Năm 2015, ông được bổ nhiệm phó tổng giám đốc BIDV. Đến năm 2018, ông được giao nhiệm vụ phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành BIDV. Như Truyền hình Doanh nhân đã thông tin, Thủ tướng vừa ban hành quyết định 316 cho phép thí điểm Mobile Money trong 2 năm.
Sắp tới, người dân không có tài khoản ngân hàng cũng có thể thanh toán điện tử. Viễn cảnh người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo dễ dàng thanh toán không dùng tiền mặt đang ở rất gần. Nhiều người đang tự hỏi, vậy mobile money là gì? Hãy cùng Truyền hình Doanh nhân tìm hiểu. Bản chất của mobile money là chuyển đổi hình thức tiền mặt sang tiền điện tử theo tỷ lệ 1:1, tức là đơn vị cung cấp của dịch vụ mobile money, tức nhà mạng, không tạo ra lượng tiền mới đưa vào lưu thông. Tiền trong tài khoản mobile money gắn với SIM nhưng phải tách biệt với tài khoản viễn thông. Hình thức này tương tự thẻ ATM khi khách hàng nộp tiền mặt để nhận được một khoản tiền điện tử có giá trị tương đương. Khách hàng sẽ không được trả lãi với số dư để trong tài khoản thanh toán của mobile money. Ngoài ra, toàn bộ tiền trong tài khoản mobile money của nhà mạng phải được mang đảm bảo tại ngân hàng và không được sử dụng cho mục đích khác ngoài thanh toán. Vâng, được bật đèn xanh, nhà mạng đang chạy đua cung cấp mobile money. Dự kiến ngay trong tháng 3 này, nhà mạng sẽ chính thức cung cấp dịch vụ mobile money ra thị trường. VNPT đang chuẩn bị hồ sơ xin thử nghiệm dịch vụ mobile money để gửi ngân hàng nhà nước. Sau đó, ngân hàng nhà nước xem xét lấy ý kiến các bộ ngành liên quan như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an rồi mới có quyết định đồng ý cấp phép thử nghiệm cho nhà mạng. Khi đó, doanh nghiệp viễn thông mới bắt đầu được triển khai dịch vụ. Trong hồ sơ, nhà mạng sẽ lập toàn bộ các phương án về kỹ thuật, phương án quản lý, các quy trình nghiệp vụ để đưa ra các nội dung phù hợp. Do chưa có quy chuẩn trong việc xây dựng hồ sơ, nên trong trường hợp thử nghiệm, số lượng mà nhà mạng không nhiều, dự kiến 3 nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone, Mobifone, nên có thể cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước hay Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét trực tiếp từng bộ hồ sơ một. Chính phủ quy định hạn mức giao dịch không quá 10 triệu đồng một tháng đối với mỗi tài khoản mobile money. Như vậy, chỉ cần 20-30% sử dụng dịch vụ trong tổng 130 triệu thuê bao di động hiện nay, thì lượng tiền qua kênh mobile money có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng. Liệu mobile money sẽ tạo ra cuộc cách mạng thanh toán điện tử? Việc mobile money được triển khai sẽ mang lại cơ hội thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn 50% người dân chưa có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia khẳng định rằng việc mobile money được triển khai sẽ là một cú hích với thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Trên thế giới, thành công của mobile money chỉ diễn ra ở một số khu vực có địa lý nhất định, chủ yếu ở châu Phi khi mà tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh còn rất thấp. Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ở thành phố là 85%, các vùng nông thôn là 65%. Hầu hết người dân đều có khả năng truy cập vào ví điện tử trên thiết bị di động và cửa cho mobile money sẽ hẹp hơn. Chuyển sang thông tin về thị trường công nghệ nổi bật, hầu hết smartphone cao cấp của Apple, Samsung đều đang giảm giá đến vài triệu đồng. Cá biệt, có mẫu giảm giá 15 triệu đồng thời điểm giữa tháng 3 năm 2021. Hầu hết smartphone được xem là bom tấn trên thị trường đều có những màn giảm giá lớn. Các dòng iPhone từ 12 series đến 11 series đều được giảm giá từ 1 đến 4 triệu đồng. Điện thoại Samsung Galaxy S series cũng vừa có màn giảm giá được xem là tất tay từ 7 đến 8 triệu đồng. Mặc dù có các màn giảm giá sâu, phần nhiều người dùng nhận định giá smartphone cao cấp vẫn ở mức khó tiếp cận, nhất là trong bối cảnh họ mong muốn thắt chặt chi tiêu trong đại dịch. Tính đến hết năm 2020, Samsung, Oppo và Vinsmart vẫn là 3 hãng có thị phần smartphone lớn nhất tại Việt Nam. Tính trung bình, doanh số điện thoại của 3 hãng này mỗi tháng đều đạt 60-70% thị trường. Cexit M1 có kích thước 165 inch dành cho những người đam mê phim ảnh nhưng thích sự tối giản. Chiếc TV này có thể gấp lại thành khối 5 ảnh. Cexit M1 do hãng điện tử Cexit, một công ty ở Áo sản xuất, có các màu vàng, đen và titan, giá bán là 400.000 USD, hơn 9 tỷ đồng, chưa bao gồm phí lắp đặt. Cexit M1 khác với các TV OLED vì nó sử dụng công nghệ MicroLED. MicroLED được đánh giá là một trong những tương lai của công nghệ màn hình. Vì màn hình quá khổ nên nhà sản xuất đã thiết kế chiếc siêu TV này có màn hình gập. 5 màn hình gấp lại với nhau tạo ra chiếc TV giống như quạt xếp khổng lồ. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều qua, giá xăng E5 RON 92 tăng 691 đồng 1 lít, xăng RON 953 tăng 797 đồng 1 lít, còn dầu diesel 0,05S tăng 558 đồng 1 lít. Đại diện Bộ Công Thương vừa cho biết lý do lần tăng giá này. Lý do là giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12 tháng 3 tăng mạnh. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ cho phép tăng giá bán xăng như sau. Xăng E5 RON 92 tăng 691 đồng một lít, giá bán ra không cao hơn 17.722 đồng một lít. Xăng RON 953 tăng 797 đồng một lít, giá bán mới không cao hơn 18.881 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S
tăng từ 558 đồng một lít, giá mới không cao hơn 14.401 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 563 đồng một lít, giá mới không cao hơn 13.173 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 642 đồng một kg, giá mới không cao hơn 13.769 đồng một kg. Tại kỳ điều hành cách nay nửa tháng, xăng E5 RON 92 đã tăng 722 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 814 đồng một lít, dầu diesel tăng 801 đồng một lít, dầu hỏa tăng giá 702 đồng một lít và dầu mazut tăng 505 đồng một kg. Phần cuối chương trình là thông tin. Giá vàng giảm sau khi Mỹ ban hành luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Mở cửa thị trường ngày 13 tháng 3, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,15 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,55 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 350.000 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,2 triệu đồng trên một lượng mua vào và 55,62 triệu đồng trên một lượng bán ra tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều bán ra là 55,6 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng thế giới tại cùng thời điểm sáng 13 tháng 3 niêm yết ở mức 1.727,9 đô la Mỹ trên một ounce mua vào và 1.728 đô la Mỹ trên một ounce bán ra. Giá vàng thế giới quy đổi sang Việt Nam đồng ở mức khoảng gần 48,40 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch với trong nước rơi vào khoảng hơn 7,3 triệu đồng trên một lượng. Theo dự báo, giá vàng có thể quanh mức thấp 1.680 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Thời gian tới, vàng nhiều khả năng dao động trong phạm vi 1.700 đến 1.800 đô la Mỹ trên một ounce khi thị trường cố gắng tìm điểm cân bằng về lợi suất. Quý vị vừa theo dõi bản tin kinh tế nổi bật ngày 13 tháng 3 của Truyền hình Doanh nhân thuộc tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Chương trình được phát sóng thường xuyên vào lúc 20 giờ trên các nền tảng website, Facebook, YouTube. Kính mời quý vị đón xem. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Hãy ấn đăng ký kênh để nhận được những thông tin kinh tế hữu ích cũng như thiết thực nhất. Nếu quý vị có thắc mắc hay câu hỏi cần giải đáp, hãy để lại bình luận. Chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi lại quý vị trong thời gian sớm nhất.